यानि भूतानि समागतानि, phàm chúng thiên nhiên nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã phân tập về đây. Xin mở lòng hoan hỷ. Atopi sakkacce sunanto basitan. Lắng nghe lời dạy này. Tasmahi bhutani samit sappi. Tất cả chúng thiên nhân hãy đồng tâm hoan hỷ. Mở rộng tấm lòng từ. Luôn chuyên cần gia hộ những người nam nữ nào. Ngày đêm thường bố thí. Phàm những tài sản gì đời này hoặc đời sau, hoặc châu báu thù thắng hiện hữu trên cõi trời, không gì sánh bằng được với thiện thể Như Lai. Như vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Ly dục lễ diệt phiền não, pháp bất tử thù diệu. Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng đắc tịch tịnh. Chẳng pháp nào sánh bằng. Như vậy chính pháp bảo là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Vô thường chánh giác, samadhi manan tari kanya mahu, hằng ca ngợi pháp thiền, samadhi nati trong sạch không gián đoạn, samuna vijyati chẳng thiền nào sánh bằng. Idam bi dhamme, như vậy chính pháp bảo châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Ye pugala atha satan asattha, thánh tám vị bốn đôi. Được bậc thiện tán thán, đệ tử đấng thiện thể xứng đáng được cúng dường. Bố thí các bậc ấy
được kết quả vô thượng. Như vậy chính Tăng Bảo là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Thiệt hạnh tâm kiên cố, ly dục trong chánh đạo của Phật Gotama. Chứng nhập vị bất tử. Hưởng tịch tịch dễ dàng. Như vậy chính Tăng Bảo là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Ví như cột trụ đá khéo y cứ lòng đất, dầu có gió bốn phương cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân cũng tự tại bất động. Lữ ngộ tứ thánh đế trước tám pháp thế gian. Như vậy chính Tăng Bảo là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Bậc thấu triệt thánh đế đã được khéo thuyết giảng bởi trí tuệ uyên thâm. Dù cho có phóng dật cũng không thể tái sinh nhiều hơn trong bảy kiếp. Như vậy chính Tăng Bảo là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Những bậc kiến cụ túc đoạn trừ ba kiết sử, là thân kiến hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ, thoát khỏi bốn đọa xứ. Không làm sáu trọng tội. Như vậy chính Tăng Bảo là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Dầu có làm tội gì, bằng thân khẩu hoặc ý, các ngài chẳng bao giờ che giấu điều đã phạm. Bởi vì đức tính này được gọi là thấy pháp. Như vậy chính tâm bảo là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Ví như cây trong rừng, đâm chồi đầu mùa hạ, cũng vậy Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp ô việt, dẫn ngộ đến niết bàn là lợi ích tối thượng. Như vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ba bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng. Như vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Nghiệp cũ đã tiêu mòn, nghiệp mới không phát khởi. Nhàm chán kiếp tái sinh, chủng tử dục diệt tận, bậc trí chứng niết bàn, ví như ngọn đèn tắt. Như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Phàm chúng thi nhân nào cư ngục trên địa cầu hoặc hư không trú xứ, đã phân tập về đây. Thành kính đảnh lễ Phật mà chư thiên loài người đã như thật xuất hiện, thường cúng dường tôn trọng.
mong được sống an lành. Yani dhat bhutani samagatani. Phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã phân tập về đây. Thành kính đảnh lễ pháp mà chư thiên loài người đã như thật xuất hiện, thường cúng dường tôn trọng, mong được sống an lành. Phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã phân tập về đây. Thành kính đảnh lễ tăng mà chư thiên loài người đã như thật xuất hiện, thường cúng dường tôn trọng, mong được sống an lành. Với sự thực hành theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Phật. Với sự thực hành theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Pháp. Với sự thực hành theo đúng giáo pháp, con xin hết lòng tôn kính Tăng.